Hello chào các bạn nha. Ngày đầu đi bãi các bạn. Được mấy món. Cái này mua ủng hộ nha. Thấy mọi người đang nhậu các bạn, giống như là khai trương á. Mấy anh em gần nó nhậu thì cũng ngại. Giờ mà lựa hàng là rất là ngại nha. Thôi mua ủng hộ người món đi về. Ok. Một cái 500 VA ha, cách ly của Nhật. Con này mình sẽ bữa nay test rất là nhiều đồ điện 100 các bạn. 110 nha. Con này hay là có luôn 110 và có luôn 90 nha. 90 này đó các bạn đấu qua diode á thì nó ra cỡ 120 để các bạn chạy mấy cái 120 VDC nha, để các bạn chạy mấy cái động cơ 120. Hoặc là đưa vào cái IC xe điện 120V á để các bạn chạy mấy con sạc vô là cực ngon luôn. Ok, cái này khách nào lấy thì 800 bao ship, 800 bao ship rồi chia lại các bạn. Tại vì mình đi bãi lấy rất là thường. Thứ hai là ba cây này, có một cây mình không thấy các bạn, chứ đã thấy là không có lấy nha, không thấy. Thấy định mua một cây thôi, mua một cây ủng hộ thôi, mà thấy giống như mời quá thôi, năm mới không có trả treo mất công. Ok, cái này thì trước Tết đã có rồi các bạn, mà không ai mua nha. Ở đây mình sẽ cho nó ra hết nè. Cây này thì ngon nhưng mà giá nó cũng hơi cao. Một cây mình bán ra là 450 á, 450 bao ship nha các bạn. Còn cây này thì 350 nha. Cây này thì nó bể cho chỗ này, có thể xài hoặc không xài, bể hết thằng cháu luôn. Để mình đưa ra hết coi hành trình bao nhiêu nha. Đây hết rồi nha các bạn. Đầu tiên con này là Big Me Bi Phi 25, phi lớn rồi các bạn, phi 25. Hành trình 150 đi các bạn ha. Ở đây 158 nhưng tính 150 thôi cho nó dễ. Đó, nhìn rất là đẹp. Ở đầu có ren, có răng, có ốc luôn. Ô, ba con ốc đủ hết, không có thiếu con nào hết trơn. Ốc đủ nha. Thì cái này là cái ống nha các bạn, cái ống nha, để nó thu vô. Phi phi 32, phi 32, phi 25. Còn 7 ly. Chắc mỗi bên chắc nó cũng này cũng tương đối dày các bạn. Cái này để các bạn làm cái gì? Để thọ ra thuộc vào nha, những cái ứng dụng như là bẻ lái xe nè, giống như cái thay vì các bạn xài vô lăng á, gì ta, trong tàu thủy gọi là gì các bạn, bẻ gì ta, lâu rồi mấy có khách, nhiều khách mua để làm mua cái tia thủy lực các bạn để làm á, như bẻ lái các bạn, đánh lái đó, thì thò ra thuộc vào được 150 đó, 150. Mình thấy vít me rất là ngon nha, trơn không rơ không lắc nha. Khách nào làm cho mấy tiện mấy phay để cái trục nó đưa vào các bạn quay nha, bạn quay cũng được, không cần phải là dùng động cơ, bạn dùng vô lăng, dùng cái tay quay các bạn quay cũng được, thục thò ra thục vào đó. Ok, 450k một nha, hai cái này thì 350 đó, giá bao ship. Còn cái này khách nào lấy thì 800 bao ship nha. Cái vài món